Người tham quá rồi đó. Yêu tinh à, lần này đừng hòng thoát. Ê Zoro, cậu đi đâu vậy? Trời ơi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đừng có đi lang thang nữa. Chạy một hồi làm qua phim khác bây giờ. Chắc là lạc qua Naruto á. Ê đi ơi, chúng ta lúc we're getting a fire.